Phần 8. Trong đêm khuya thanh vắng, tôi trằn trọc không ngủ được và nằm ôn lại những biến động của cuộc đời. Như đang xem cuốn phim quay chậm, từ ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, mặc dù mới một năm qua thôi, nhưng đời tôi đã trải qua một bước ngoặt quá lớn. Kể từ cái ngày 30 tháng 4 đen tối đó, tôi cảm thấy mình đã sống trong một nhà tù lớn, có tên là nhà tù Việt Nam. Để rồi hôm nay lại rơi vào một nhà tù nhỏ tại một tỉnh lẻ cao nguyên. Giờ này nằm đây, tôi nghĩ ngợi miên man và để cho dòng tư tưởng quay về quá khứ. Bất giác tôi nhớ má tôi hết sức. Đôi dòng nước mắt tôi chảy ra khi nhớ lại hơn một tháng trước, tôi rời nhà, ngồi trên xe gắn máy của Thạnh, ra đi trong lúc má tôi đang bệnh nặng. Nhưng lúc bấy giờ tôi không đủ can đảm quay lại nói lời từ giã. Bây giờ má tôi ra sao? Nếu biết tôi lâm vào cảnh này, liệu má tôi có chịu đựng nổi không? Tôi hồi tưởng lại giai đoạn tôi được chỉ định qua làm cha sở tại nhà thờ La Mã, đúng 2 tháng sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Mặc dù chỉ ở họa đạo này 1 năm, nhưng tôi cũng đã là chứng nhân và đồng thời cũng là nạn nhân của bao nhiêu cảnh nhố nhăng gây ra bởi những hạng người mà dân chúng lúc bấy giờ gọi là sâu bọ hóa kiếp làm người. Những con sâu bọ hóa kiếp làm người này đang ngất ngây vì say men chiến thắng. Sẵn có quyền lực trong tay, họ làm mưa làm gió, hết trò này tới trò khác. Họ đã hành xử quyền lực một cách thái quá, gây bao nhiêu thán oán trong dân chúng. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi buổi sáng, tôi thấy cô trưởng ấp của tôi, người nhỏ thó, ốm tăm teo như cái con nhái mén, tay cầm roi tre đang lùa một tốp chừng 10 nghĩa quân chế độ cũ, đi tới từng nhà của cách mạng, bắt quỳ gối trước cửa, lạy từng người trong nhà để xin lỗi. Anh nào ương ngạnh không chịu quỳ là roi tre từ sau bổ tới. Màn kịch này được diễn đi diễn lại khá thường xuyên. Bản thân tôi cũng hứng chịu bao cảnh uất ức, nói không nên lời. Tôi còn nhớ một buổi trưa nọ có một tốp du kích đi ngang qua nhà thờ xứ đạo của tôi. Vài tên dừng lại trước núi Đức Mẹ trước nhà thờ chế giễu và nói những lời lộng ngôn phạm thượng. Sau khi tôi ngăn can, bọn chúng tức khí vào nhà thờ, lật các ảnh tượng xuống, đặt ghế lên đầu các tượng thờ phượng. Tôi bảo thầy Đảm là thầy giúp xứ của tôi xuống xã trình báo sự việc, nhưng bọn du kích đã rượt đánh và thầy giúp xứ của tôi phải chạy trốn thoát thân. Hôm sau, tôi làm đơn khiếu nại lên huyện và được trả lời: "Ôi nhằm nhò gì các đồng chí ấy say rượu ấy mà." Thế là hết chuyện. Thời điểm đó, cơn sốt cách mạng dâng lên quá cao khiến cho nhiều người tự thấy mình cũng phải cách mạng. Cách mạng trong lối ăn nói bằng cách dùng thật nhiều từ cách mạng như là mỹ ngụy, đảng ta, khẩn trương, phản ảnh, tự giác, ý đồ. Cách mạng trong lối ăn mặc bằng việc mua vội chiếc mũ tai bèo, một đôi dép râu, một bộ quần áo đen bằng vải ni lông dầu, một khăn rằn quấn cổ, một cái xà cột đeo vai. Cách mạng văn hóa bằng cách hát rỉ rả như dế kêu các bản nhạc thời thượng như bài Chiếc Mũ Tai Bèo, hoặc rên rỉ bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Tình cảnh càng tệ hại hơn do thái độ gièm pha của những kẻ xu nịnh đã lợi dụng thời cơ để nương gió phất cờ. Chúng đã hiện nguyên hình là những quái thai của thời cuộc. Dân chúng gọi bọn này bằng cái tên đầy mỉa mai là Cách Mạng 30. Chính bọn Cách Mạng 30 này đôi khi còn ác ôn hơn đám Việt Cộng có môn bài. Chúng lợi dụng thời cơ gây ra không biết bao nhiêu uất ức trong dân chúng. Để chứng tỏ thái độ cách mạng của mình, chúng đã biểu diễn nhiều trò quá đáng gây bao đau thương phẫn uất cho người dân vô tội. Từ đó nỗi bực tức của người dân đã phát ra thành câu ca dao đen của thời cuộc: Việt Cộng đứa giết đứa chừa, 30 giết sạch cho vừa lòng dân. Điều đáng buồn hơn nữa là ngay trong hàng ngũ các linh mục lúc bấy giờ cũng có người nhí nha nhí nhô với cái tước vị trong Ủy ban Liên lạc Tôn giáo của Việt Cộng dựng lên. Họ đâu có biết rằng đây là thứ con đẻ của chế độ mới, một chế độ theo chủ thuyết vô thần, muốn lợi dụng chính những người trong hàng ngũ các tôn giáo để gây chia rẽ rồi đi đến khống chế và làm tê liệt hoạt động của các tôn giáo. Các đại diện trong Ủy ban Liên lạc Tôn giáo được ban phát cho một vài đặc quyền đặc lợi, và có người đã cảm thấy hãnh diện để khoe khoang về điều này. Tôi còn nhớ câu chuyện đã xảy ra chính bản thân tôi và khó quên được. Lúc đó vào khoảng trước lễ Giáng sinh 75, tôi vừa qua làm việc ở tỉnh Bến Tre được 6 tháng.
Một ngày kia, một cha bạn xứ đạo gần bên mời tôi tới dự tiệc cưới của cô cháu gái, được tổ chức ngay tại nhà xứ. Mặc dù hai xứ đạo chỉ cách nhau có 6 cây số, nhưng vì khác xã và ở lại đêm, nên tôi phải làm đơn xin phép đi đường. Đơn phải có trưởng ấp chứng trước rồi xã mới ký sau. Khổ nỗi ngày đó cô trưởng ấp của tôi đi bán dừa khô mãi xế chiều mới về. Tôi chờ trực mãi rồi cuối cùng cũng xin được chữ ký của cô. Lúc đó đã 4 giờ chiều. Tôi vội vàng chạy xuống xã vì sợ trễ giờ công sở đóng cửa. Cũng may là gặp ngay được ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kịp lúc nên xin đóng dấu ký tên vào đơn cũng không khó khăn gì lắm. Cầm được giấy phép đi đường trong tay thì đã gần 5 giờ chiều, mà tiệc cưới thì bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó. Như vậy tôi còn được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trong 2 tiếng đồng hồ đó, tôi còn hai việc phải làm là quốc bộ 6 cây số và khi tới nơi phải trình giấy đi đường cho chính quyền địa phương sở tại, đóng dấu ký tên vào, rồi mới có thể an tâm vô nhà xứ dự tiệc được. Tôi phải làm cho đủ mọi thủ tục này vì ngày hôm sau, khi về nhà tôi lại phải trình diện một lần nữa với chính quyền xã, với đầy đủ bằng chứng là đêm qua tôi đã ở đâu, có đúng địa điểm như tôi đã ghi trong đơn xin đi đường hay không. Tôi tới nơi thì trời đã chạng vạng tối, tôi vội vào nhà ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã địa phương để trình giấy đi đường. Dù biết rằng ông không có con dấu ở nhà, nhưng chỉ cần ông ký tên hoặc biết là tôi có tới trình diện là đủ, vì tôi không muốn để có một sự rắc rối nào xảy ra sau khi tôi đã gặp quá nhiều khó khăn với địa phương nơi tôi sinh sống. Trước đó 4 tháng có người em từ Vĩnh Long qua thăm tôi vì quá hạn giấy phép đi đường trễ một ngày mà bị bắt và còn đang bị giam tại huyện Rồng Trôm vì bị tình nghi là CIA. Tôi cũng biết rất rõ là tôi cũng đang bị canh chừng và theo dõi từng bước đi. Tôi vào tới nhà xứ thì tiệc đã bắt đầu. Có khoảng 50 khách đang ngồi kín căn phòng chánh của nhà xứ. Vị linh mục chủ nhà và những người quen mừng rỡ đón tiếp tôi. Sau khi bắt tay chào hỏi, tôi ngồi vào bàn với một số các linh mục trẻ cùng trang lứa và vài ba giáo dân mà tôi quen biết. Họ là những tay chịu chơi uống rượu đế như hũ chìm. Cha sở chủ nhà ngồi chung với vài ba người trong chánh quyền địa phương ở bàn giữa nhà, cách bàn tôi khá xa. Ngồi chung bàn với tôi có linh mục NVL, một thời học chung với tôi ở tiểu chủng viện Vĩnh Long, lúc đó là cha sở của một họ đạo nhỏ cách đấy vài ba cây số. Linh mục NVL là con người thích khoa trương hay khoác lác về tất cả mọi vấn đề. Tôi chưa hề thấy bất cứ một phạm vi nào khi có ai đề cập tới mà anh chịu đứng thứ nhì hoặc thứ ba bao giờ. Cứ phải là nhất. Bởi đó, tuy dù là bạn học nhưng sau này không mấy khi tôi tiếp xúc gần gũi. Nói rõ hơn là tôi không chịu được tính nết khoa trương của anh ta. Anh về làm việc trong tỉnh Bến Tre từ năm 1973, còn tôi mới đổi về đó sau ngày mất miền Nam. Nên vị trí thế đứng và sự quen lớn của người dân trong vùng quá khác nhau. Hầu hết những người làm việc trong chính quyền mới ở địa phương này đều quen biết NVL. Trong khi đó, tôi mới chân ướt chân ráo tới nhận họ đạo, chưa quen biết nhiều, lại còn bị tình nghi là CIA và bị chính quyền địa phương tìm cách gây khó dễ cho người rình rập theo dõi ngày đêm. Lúc bấy giờ trong tỉnh Bến Tre, có một số linh mục và tu sĩ công giáo được mời vào Ủy ban Liên lạc Tôn giáo. Linh mục NVL cũng được mời tham gia, nhưng anh không giữ chức vụ gì quan trọng, chỉ là một thành viên tầm thường. Dù vậy, linh mục NVL cũng lấy làm hãnh diện và thích khoe khoang về những lần đi họp ở tỉnh, được ở khách sạn loại sang, được ăn ngon, thức ăn đặt từ nhà hàng mang tới. Anh ta lộ vẻ hân hoan ra mặt vì có được một chỗ đứng trong chính quyền mới, trong khi tại một vài nơi khác, Cộng sản đang lùng bắt áp chế, làm khó, làm dễ đủ điều với các linh mục phản động và những giáo dân ương ngạnh chống đối hoặc bất hợp tác với chế độ. Tối hôm nay, linh mục NVL đang ngồi đối diện với tôi trong bàn tiệc. Thức ăn ngon và bầu không khí vui vẻ làm tôi quên mệt nhọc. Vừa ăn được một chập thì cha Thạnh ngồi bên cạnh hỏi tôi tại sao tới muộn. Tôi gác đũa vui vẻ kể lại diễn biến thủ tục xin phép đi đường, vụ chiếc xe Honda ngộ độc đang nằm nhà khiến tôi phải quốc bộ và khi tới đây còn phải ghé vô nhà ông chủ tịch trình giấy tờ để tránh mọi phiền hà rắc rối vân vân. Tất cả mọi người trong bàn tỏ ra hào hứng vui vẻ lắng nghe và lộ vẻ cảm thông với hoàn cảnh tôi đang bị đì trên họ đạo La Mã. Lúc tôi đang nói nửa chừng, NVL vội khoa tay cướp diễn đàn
bằng một giọng mỉa mai châm chọc. Trời, ông La Mã sướng thiệt, đi đâu cũng có giấy đi đường đóng dấu ký tên đàng hoàng. Còn mình á hả, quơ tay, hổng ai chịu cho mình miếng giấy nào hết trơn á. Mỗi lần mình muốn xin giấy đi đường á, thì mấy anh trong ủy ban nói, thôi đi cha ơi, cha đi đâu thì đi, ở đây ai mà không biết cha mà phải giấy với tờ, giấy tờ là những người khác kìa. Anh ta có vẻ cao hứng, chỉ mặt tôi nói tiếp, này, tôi ghen với ông La Mã đấy nhé, hì hì hì. Những người cùng bàn ngồi nhếch mép cười gượng gạo trước câu nói khoa trương có tính cách châm biếm này. Còn tôi vốn rất nhạy cảm với tánh khoác lác của anh ta, nên lúc đầu nghe nóng ở gáy, sau đó thấy nóng mặt và hình như biết mình muốn phản ứng một cách quyết liệt. Nhưng tôi vội kềm hãm, bình tĩnh và nghiêm nét mặt trả lời, anh L à, hoàn cảnh anh khác, tôi khác. Anh nói lên những lời đó ở đây làm gì vậy? Cha Thạnh ngồi kế bên tôi, dùng đầu gối thúc nhẹ vào chân tôi, ý bảo đừng thèm để ý, cứ nhịn đi cho xong. Tôi hiểu ý anh Thạnh và cũng nhớ có mấy người trong chánh quyền đang có mặt. Tôi cầm đũa vừa gắp thức ăn vừa nói một cách vui vẻ, thôi xin lỗi quý vị, phỏng vấn để lúc khác, giờ cho ăn cái đã. Vừa lội bộ hơn tiếng đồng hồ, đang đói mềm người đây. Anh em ngồi chung bàn cười ồ sau câu nói giải thoát của tôi, và mọi người cầm ly cầm đũa lên. Nhưng linh mục NVL chưa chịu buông tha, khi nghe tôi nhắc tới đi bộ, dây thần kinh khoác lác của anh ta lại bị chạm lần nữa, bèn vung tay nói lớn, còn xăng ấy hả, trong nhà mình ấy hả, không đủ thùng mà chứa. Tiêu chuẩn mì ăn liền, bột ngọt, xả bông bột cũng vậy, mình xài không hết còn cho người khác nữa. Chứ không đa 90 phân khối của mình hả, chạy không biết tới bao giờ mới hết xăng. Mấy anh trên ủy ban nói mình chứa xăng làm gì cho nguy hiểm, coi chừng có ngày cháy nhà thờ. Lúc nào cần thì lên cơ quan mà đổ. Mình cũng mong cho nó hết xăng, có dịp đi bộ cho nó khỏe người. Hì hì hì. Đến đây tôi không còn kềm chế được nữa. Bằng một phản ứng tự nhiên và nhanh như dòng điện, tôi buông vội đũa xuống trợn mắt và hai tay nắm khăn trải bàn, giật mạnh một cái làm đổ vài ly rượu. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, nói rít qua hai hàm răng cắn chặt vì ngại những người ở các bàn bên nghe thấy, cầm mẹ cái giọng khốn nạn của anh lại đi. Thạnh vội vàng ghì lấy tay tôi, trong khi thực khách trên bàn lo chụp mấy cái ly ngã nghiêng. Có vài ly rượu đổ tung tóe. Tôi cảm thấy choáng váng và mệt lả người sau câu nói đó, vội kéo ghế đứng lên, xin lỗi các người trong bàn ăn và bước ra ngoài. Có người nào bên cạnh cầm tay tôi giữ ở lại, nhưng tôi quyết định ra ngoài. Vừa xoay người bước đi, tôi còn nghe tiếng cha Thạnh ở phía sau nói, NVL, L, mày không thấy thằng Lễ nó đã quá khổ rồi hay sao mà còn hành hạ nó nữa. Tôi cho rằng đây cũng là một hiện tượng quái thai của thời cuộc. Và nếu trong tiệc cưới đó không có mặt mấy người trong chính quyền, có lẽ câu chuyện còn đi xa hơn. Trò hề thế sự. Tôi không thể nhớ hết được cảnh tượng chướng tai gai mắt của thời buổi nhiễu nhương lúc bấy giờ. Tuy nhiên, một vài sự việc gây ấn tượng mạnh thì tôi không thể quên được, như câu chuyện về cuộc bầu cử quốc hội khóa 6, là quốc hội chung của cả nước lần đầu tiên vào tháng 4 năm 1976. Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi mà thấy phòng phiếu được tổ chức ngay bên trong nhà thờ họ Lẽ của tôi mà tôi không hề hay biết gì. Tôi bước vào nhà thờ và tiến tới các bàn trình thẻ cử tri, lãnh phiếu bầu và bước vào buồng kín bên cạnh. Tôi bước vào buồng kín như một cái máy, tay cầm lá phiếu bầu có tên của các ứng cử viên được xếp theo thứ tự mà tôi đã được học tập phải làm như thế nào. Vào buồng kín, đặt lá phiếu xuống mặt bàn cạnh bên cái thước kẻ và cây bút bi, tôi bỗng thấy cơn uẩn ức dâng lên ngùn ngụt và muốn nhân cơ hội này bày tỏ một thái độ phản kháng bằng một hình thức nào đó với lá phiếu đang nằm trước mặt. Trong lá phiếu, các con số đứng trước những cái tên hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Duy chỉ có tên của thiếu tướng Đồng Văn Cống nằm ở số 5 hay số 6 gì đó là tôi có nghe qua, vì ông xuất thân từ xã Hiệp Hưng này. Có vài người biết chuyện về ông kể lại, lúc còn nhỏ con nhà nghèo, Cống đi ở đợ chăn trâu cho người trong làng. Nhờ to con lớn xác và đá banh giỏi nên đám trẻ chăn trâu nể nang và coi như đại ca. Lớn lên, Đồng Văn Cống theo Việt Minh tập kết ra Bắc và trở về miền Nam vào năm 1975.
với cấp bậc thiếu tướng và được bổ làm tư lệnh quân khu 7. Từ đó, Đồng Văn Cống trở thành niềm vinh dự cho bà con dòng họ còn đang sống tại đây và cả dân chúng xã Hiệp Hưng này nữa. Ngoài ông Cống mà tôi nghe biết chút xíu, còn các người kia tôi hoàn toàn mù tịt. Nhưng tôi biết tất cả đều là những người của Đảng Cộng sản đưa ra. Lúc đầu vì quá phẫn uất, tôi định bụng là viết chữ trò hề và gạch chéo trên lá phiếu rồi cho vào thùng. Nhưng biết là không ổn, vì bọn họ sẽ điều tra ra ngay lá phiếu này của ai. Một cách phản kháng khác là gạch một số tên nào đó không phải tên hai người cuối cùng như tên cán bộ đã bảo, hoặc bỏ phiếu trắng vào thùng. Nhưng cuối cùng tôi bỏ ý định vì biết rằng lúc bấy giờ tôi là cái đích cho họ theo dõi và quan sát. Và lại cho dù tôi có bỏ phiếu cách gì đi nữa thì kết quả cuộc bầu cử này cũng đã được ấn định trước rồi. Chống đối trong chuyện nhỏ mọn này chỉ là thiệt thân thôi. Nghĩ như vậy nên tôi cúi xuống gạch ngang hai tên cuối cùng, rồi gập đôi lá phiếu bước ra khỏi buồng, bỏ vào thùng phiếu bên ngoài. Tự nhiên cảm thấy con người mình hèn đi vì cử chỉ này. Khi cho lá phiếu vào thùng, tôi tự an ủi và tha thứ cho mình với ý nghĩ tên nào có đắc cử thì cũng là một lũ Việt Cộng, suy nghĩ làm gì. Một tuần lễ sau bầu cử, trong ấp tôi có 13 cử tri bị gọi lên cơ quan làm việc. Trong số đó có anh thanh niên đệ tử ruột của tôi. Lúc trở về, anh ta thuật lại 13 người này bị ông chủ tịch xã hạch hỏi tại sao đã được học tập kỹ lưỡng rồi mà còn bầu cử sai quy cách, không chấp hành chỉ thị của trên, không gạch tên hai người cuối cùng mà lại gạch càn qua các tên khác. Bộ muốn phá hoại cuộc bầu cử hay có ý đồ gì? Sau khi nạt nộ quát tháo một hồi, ông ta ra hình phạt mỗi người 3 ngày công, mang gạo theo để đi đào thủy lợi. Vị đại diện chánh quyền kết luận vì đây là vi phạm lần đầu nên đảng và cách mạng khoan hồng, chỉ phạt cảnh cáo chừng ấy. Bà con biết không, trong thời Ngụy ấy hả, mỗi lần bầu cử nó bắt bỏ phiếu cho ai là phải bỏ cho người đó. Trong phòng phiếu nó lên trần nhà khoét lỗ dùng kiến hiển vi, nhìn xuống để theo dõi. Ai mà bỏ phiếu không đúng ý sẽ bị bắt đi không có ngày về, các anh chị đừng có tưởng. Về phần tôi, ít lâu sau một chị giáo dân làm tổ trưởng tổ phụ nữ trong ấp tới nhà chơi và cho biết. Cha biết không, hôm bầu cử khi mà cha bước vô buồng kín đã có sẵn 13 người được gài phía sau để theo dõi xem cha làm gì trong ấy. Và họ khen là cha bỏ phiếu tốt. Nghe qua câu này tôi chỉ mỉm cười không nói năng gì, nhưng nghe có cảm giác ớn lạnh ở cái lưng. Cái cảm giác mà chúng ta thường có khi vừa may mắn thoát được một tai nạn trong đường tơ kẻ tóc. Cuối tháng 4 năm 76, vì không thể sống được trong họ Đạo dưới áp lực quá nặng nề đến từ nhiều phía, tôi buộc lòng phải từ giã họ Đạo La Mã, trở về quê ít ngày rồi lại ra đi. Lần này đi vào một tương lai vô định, cũng như bao nhiêu anh em cùng chí hướng, tôi không thể ngồi yên nhìn cảnh quê hương và dân tộc đang bị một thứ chất độc tai hại tàn phá. Dù biết là tài hèn sức mọn có thể không làm nên việc gì, nhưng tôi vẫn nghĩ thà không làm nên việc gì còn hơn là không làm gì cả. Và từ lúc đó cuộc đời tôi đi vào ngã rẽ, dẫn đưa tôi vào nhà tù ở tỉnh lẻ cao nguyên này. Quay về thực tại, giờ này đã quá khuya, buồng giam yên lặng, mờ ảo dưới ánh sáng leo lét của bóng điện nhỏ duy nhất trên trần nhà. Tiếng ngáy của Long càng lúc càng to. Chung quanh tôi các anh em bạn tù đều đang ngon giấc, bên ngoài cũng không nghe một tiếng động nào, chỉ lâu lâu có tiếng bước chân thật nhẹ nhàng dừng lại bên ngoài cửa sổ buồng giam rồi lại bước đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến độ tôi phải chú ý lắng nghe mới nhận ra được, như bước chân âm thầm của loài hổ báo đang rình mồi. Tôi biết ngay đó là cán bộ võ trang đang tuần tra về đêm. Tôi cảm thấy lạnh nên nằm dịch người sát vào Long chọc đầu đang ngủ say. Tôi nhẹ nhẹ kéo mí tấm chăn Long đang đắp để phủ lên người cho đỡ lạnh. Long giật mình phát ra mấy tiếng ự ự trong cổ họng, trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, vặn người mấy cái, chép miệng và nằm yên thở đều. Long nằm ngửa, đôi môi hở ra để lộ hàm răng có chiếc răng cửa bị gãy. Lúc này tôi không còn thấy Long xấu xí và đáng sợ như lúc mới chạm mặt lần đầu. Trái lại, tôi thấy một tâm tình yêu mến dâng lên đối với Long, một thanh niên xa lạ từ phương trời nào mà tự nhiên đêm nay lại trở thành kẻ chung chăn chung gối trong đêm đầu tiên tôi sống trong tù.
Bất giác tôi cười thầm với cái ý nghĩ rằng đây là một đêm tân hôn. Một đêm tân hôn thật lạ kỳ, vì tân giai nhân nằm cạnh tôi chọc đầu xuống răng, hình hài vạm vỡ như một võ sĩ đô vật, và mình trần, để lộ hình con rồng xâm trổ to tướng trên ngực. Con rồng lại đang nhe răng khè ra lửa. Tôi tiếp tục mỉm cười trong bóng đêm. Nhưng ý nghĩ miên man vụn vặt ấy từ từ ru tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ thật nhiều mộng mị. Sáng ngày, lúc nghe tiếng kẽn báo thức, tôi giật mình tỉnh giấc và bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Tôi nằm yên dụi mắt một hồi lâu mới nhận ra được hoàn cảnh thực tại. Tôi đang ở trong tù. Sau khi ngồi lên đọc kinh dâng ngày, tôi cố nhớ lại các giấc mơ đêm qua. Trong cơn mơ, tôi thấy trở về thăm lại Đại chủng viện Sài Gòn, nơi tôi xa rời đã 6 năm qua, gặp lại một vài cha giáo sư và một số bạn cũ. Trong mặt mày ai nấy đều ủ rũ buồn rầu, nhưng không hiểu tại sao. Trại Gia Rây. Nhóm chúng tôi từ trại Phan Đăng Lưu trong tỉnh Gia Định chuyển lên đây vài ngày trước Tết Đinh Tị năm 1977. Trong nhóm còn có một linh mục khác là cha Vũ Đức Khâm, người đã một thời làm việc với đức cha Lê Hữu Từ và cha Hoàng Huỳnh thời Công giáo tự trị chống Việt Minh tại chiến khu Phát Diệm trước năm 1954. Vào Nam, cha Khâm được nhiều người biết đến qua các hoạt động xã hội của ngài tại Sài Gòn trong những năm đầu thập niên 70. Phần đông tù nhân trại Gia Rây lúc bấy giờ là nhân viên công chức của chế độ cũ và một số người trong lực lượng dân quân phục quốc. Hầu hết là trẻ tuổi, số khác can tội vượt biên hay phản động, chống chế độ cách này hay cách khác. Khi chúng tôi chuyển tới đây thì trong trại đã có sẵn khoảng 1.000 người. Chừng vài tuần lễ sau có một số anh em quân đội từ trại Cà Tum, tỉnh Tây Ninh chuyển về nữa, nâng con số tù lên 1.200 người. Trong số đó có khá nhiều anh em công giáo. Khi vừa tới, chúng tôi được phân tán vào các đội và ở các buồng khác nhau, mỗi buồng chứa khoảng 60 người. Tôi vào chung đội với cha Vũ Đức Khâm và một số anh em tôi còn nhớ được như là các anh Nguyễn Tôn Tính, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Nhật Kim, Mai Văn An, Phạm Văn Thông. Hai ngày đầu chúng tôi bị nhốt trong buồng cả ngày lẫn đêm. Buồng giam trống trơn từ đầu tới cuối, hai bên có hai dãy sàn nằm bằng gỗ, ở giữa là lối đi chạy dài. Trong buồng không có cầu tiêu và để thay thế vào đó là ba cái ống sắt vỏ đạn, pháo binh 155 ly. Mỗi ống đường kính chừng hơn gang tay và cao khoảng một thước, được dựng trong một phòng nhỏ ở góc phía trong cùng. Tất cả mọi nhu cầu vệ sinh của chừng ấy con người trong buồng được giải quyết gọn trong ba cái ống đó. Tới sáng ngày mở cửa mới được đem đi đổ ở các cầu tiêu công cộng. Tuy tôi chỉ ở trại này thời gian ngắn, nhưng có mấy sự việc gây ấn tượng mạnh làm tôi không sao có thể quên. Trước hết là chuyện về cái cầu tiêu công cộng như tôi đã nói. Lúc bấy giờ trong trại có hơn 1.000 người, sống chen chúc nhau trong một cái trại lính cũ mềm và trơ trọi. Nước uống thì mỗi ngày có xe bồn chở tới, củi đuốc thì có sẵn trong rừng, rau cỏ thì các đội rau xanh trồng cho cả trại ăn. Về khoảng tắm giặt thì khắc phục, nước uống còn không đủ, lấy đâu ra nước để tắm giặt. Nhưng còn vấn đề đại tiện thì sao? Việc này không thể nào khắc phục được, giải quyết khâu này cho hơn 1.000 con người sống tập trung, đâu phải là chuyện nhỏ. Sau 2 ngày đầu bị nhốt kín trong buồng, qua ngày thứ 3 chúng tôi được mở cửa ra ngoài, đi lại tự do như những người khác. Tôi còn nhớ mãi buổi sáng đầu tiên được mở cửa. Tôi có nhu cầu ra khu cầu tiêu công cộng lần đầu tiên sau khi đã khắc phục suốt đêm trong buồng. Vì ba cái ống vỏ đạn pháo binh làm cầu tiêu dã chiến không đáp ứng được nhu cầu của 60 con người. Muốn ra tới cầu tiêu công cộng tôi phải đi qua vài ba dãy nhà, kể cả khu vực nhà bếp. Sau khi qua nhà bếp một đỗi có con đường nhỏ đi giữa hai hàng rào kẽm gai, dẫn ra phía bờ rào trại bằng nhiều lớp kẽm gai cuộn tròn bao bọc chung quanh trại. Khu vực cầu tiêu công cộng nằm sát bờ rào vào trại. Khi vừa tới đầu nhà bếp, mặc dù chưa thấy hình dạng nhưng tôi đã đánh mùi được vị trí tôi muốn tìm tới. Ngay lúc tôi vừa nghe mùi cũng là lúc tôi nghe một âm thanh lạ kỳ của đám ruồi xanh đang bận rộn với hàng đống cải muối dưa đang được trải phơi trên mái tôn của nhà bếp. Trời ơi, ruồi xanh ở đâu mà lắm thế? Mùi dưa, cải muối chua, mùi của nhà bếp, mùi của đường cống lộ thiên rộng gần 2 thước bên hông nhà bếp, cộng với mùi thối từ cầu tiêu công cộng cách đó không xa, đã lôi cuốn không biết cơ man nào là ruồi xanh. Chúng bay thành từng đàn từng mảng trên nền trời đông như dải trấu.
Chúng đang giành ăn giữa những đám cải khô trên nóc nhà. Chúng bay vo ve trên miệng đường cống, chúng đậu vào những nơi có thể đậu được trong khu nhà bếp và tạo nên một cảnh náo nhiệt khác thường. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy ruồi xanh nhiều như thế. Nhiều không có thể tưởng tượng được. Tôi nằm nghĩ có lẽ toàn thể ruồi xanh trên thế giới hôm nay tập trung về đây để họp bạn, hoặc có đại đội đặc biệt gì đó của ruồi xanh. Về số lượng đông khủng khiếp của muỗi thì tôi đã có dịp nhìn thấy tại rừng Năm Căn trong tỉnh Cà Mau khi còn làm thầy giúp xứ. Tôi đã có dịp xuống làm việc với cha Nguyễn Lạc Hóa, một linh mục người Tàu, tại biệt khu Hải Yến vào năm 67. Lúc đó tôi nghĩ chắc trên đời này không có còn nơi nào nhiều muỗi như ở Hải Yến trong tỉnh Cà Mau. Và lúc này tôi có thể nói không chỗ nào nhiều ruồi xanh như trại tù Gia Rai, tỉnh Xuân Lộc. Khi tới nhà bếp tôi phải dừng lại vì đã có chừng vài ba chục người đang đứng xếp hàng dọc chờ từ trước. Trên tay mỗi người cầm một tờ giấy. Tôi đến nơi ráp vào hàng, đúng vô hàng xong. Tôi ngoái lại sau lưng thì đã có độ 10 anh tù khác cũng đang lục đục kéo ra, đứng tiếp theo. Một lúc sau hàng người bất đắc dĩ phải tới đây như tôi càng lúc càng dài hơn. Lúc đó chẳng biết làm gì hơn, tôi đành đứng yên quan sát. Vì mới tới trại mấy ngày và hôm nay được ra đây lần đầu, nên cái gì đối với tôi cũng rất là lạ. Một người bạn tù bất đắc dĩ phải đứng xếp hàng trước và sau tôi, đại đa số cũng xa lạ nên tôi cũng chẳng có dịp nói chuyện với ai. Vả lại trông người nào cũng lầm lì câm lặng. Có người mặt mày nhăn nhó trông rất khổ sở, mà tôi đoán là họ đang bị đuổi rất gấp. Như thế còn tâm trí đâu để mà chuyện với trò. Nhìn về phía xa trước mặt tôi thấy một cái hố hình chữ nhật rất to, chiều dài phải có tới 15 thước, chiều ngang khoảng 10 thước. Trên mặt hố được dựng tạm bợ một dãy nhà cầu chừng 15 hay 20 cái dính liền nhau, cái nọ cách cái kia bằng một tấm phên nứa cao khoảng 50 phân. Phía trước có lá chắn bằng nứa cao chừng một gang tay. Trên nóc có một tấm cót che mưa che nắng một cách sơ sài vội vã. Dãy nhà cầu nằm cách bờ đất khá xa, và trước mỗi ô có một cầu bằng ván bìa bắt từ mép bờ đất đi ra. Nhìn từ xa tôi thấy trong mỗi cái ô nho nhỏ đó có một con người đang ngồi. Mới nhìn thoáng qua trông giống như một hàng nhộng nằm trong tổ ong đang ló đầu ra ngoài. Tấm phên phía trước chỉ che được những nơi cần che của con người đang ngồi chồm hổm. Đối diện với một hàng người đang đứng dàn hàng ngang trên bờ hố chờ tới phiên mình. Hàng người đứng hàng ngang này thuộc diện ưu tiên, trong khi những người ra muộn như tôi phải đứng thành hàng dọc trên lối đi và đang kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc tôi mới chợt để ý là hầu hết mọi người đều cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Điều này làm tôi ngạc nhiên vì lúc đó là tiết xuân, sáng sớm trời khá lạnh, tại sao họ lại cởi trần mặc quần đùi, trong khi tôi diện khá chỉnh tề, có nghĩa là tôi mặc cái áo sơ mi và quần dài. Nhìn lại tôi thấy mình thật chẳng giống ai trong hàng. Tôi quay lại phía sau thấy có vài anh cũng ăn mặc chững chạc như tôi. Quay lại toàn là lính mới trong nhóm tôi mới nhập trại mấy hôm qua. Một số người đang khoanh tay cúi mình hoặc xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc đó tôi nghĩ bụng, mấy tướng này đã ở đây lâu nên quen chịu rét, còn mình làm gì dám cởi trần buổi sáng sớm như thế này. Hàng người nhích tới rất chậm, chẳng khác gì cảnh kẹt xe trên đường Hai Bà Trưng vào giờ tan sở. Có mấy tay đứng cạnh tôi chắc là trong tình trạng khẩn trương, trông mặt mày nhăn nhó bứt rứt. Cặp mắt lúc nào cũng đăm đăm nhìn cái hàng nhộng đang ngồi yên bất động, dương những cặp mắt lờ đờ nhìn ra trong trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái. Có một tay ngay sau lưng tôi coi bộ rất khẩn trương, chắc là đang bị Tào Tháo đuổi gấp, nhưng lại gặp đèn đỏ phía trước, không thể làm gì hơn nên tức khí quát to, chửi đại, trúng ai thì trúng. Đủ má, ỉa cái đéo gì mà lâu thế mới cha nội. Bộ muốn ngủ trong đó luôn à? Mau ra cho bà con còn nhờ với chứ. Cả đám cười ồ sau câu nói của anh chàng lỗ mãng vui tính này. Vài người phụ họa theo pha trò thêm vài câu gì đó cho vui hơn, để quên cảnh khổ lúc bấy giờ đang hành hạ từng con người. Chẳng ai buồn trả lời câu chửi lãng xẹt của anh ta, nhưng một lúc sau có tiếng nói của một trong những con nhộng đùa trả lại. Nghe cách đó, tôi biết là chỗ bạn bè thân thiết. Cái thằng ăn nói vô duyên, chuyện gì cho chuyện này thì nhanh cái chó gì được. Ngồi đây thối bỏ mẹ, có sướng ích gì đâu mà ở đó la với hét. Cả bọn chúng tôi lại được một trận cười cho quên sầu trong giây lát. Có mấy người xong việc kéo quần đứng lên, bước vội ra như bị ma đuổi. Mỗi lần như vậy chúng tôi nhích thêm được vài bước, y như cái cảnh xếp hàng mua vé trước rạp rếch mỗi khi có chiếu phim hay.
Chợt có một anh bạn đi ngược chiều, khi ngang qua chỗ tôi dừng lại nói: "Cậu Bảy có mặc quần đùi không? Cởi quần áo dài ra đi, mặc quần đùi thôi." Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ủa sao vậy?" "Trời ơi, vô đó nó thối không thể nào chịu nổi. Cậu mặc quần áo dài, mùi thối nó ám vô mấy ngày, còn chưa hết mùi nữa. Ở đây làm gì có nước mà giặt? Cậu cởi quần áo dài ra đi, con mang về buồng cho." Thì ra tôi mới hiểu tại sao gần như tất cả đều cởi trần mặc quần đùi. Chỉ có bọn lính mới chúng tôi là ngây thơ trong việc này. Tôi nghe lời anh bạn cởi đồ dài ra đưa anh cầm về giúp. Sau khi cởi trần tôi bắt đầu rét run, nhưng dù sao tôi phải ở đây không thể nào rời bỏ vị trí được. Kẻ ra người vào, rốt cùng tôi cũng trở thành dạng ưu tiên tới bên bờ hố và dàn thành hàng ngang đứng đối diện với một người xa lạ đang ngồi bên trong. Hai người chúng tôi một đứng một ngồi cách nhau chừng 2 thước, nhưng chúng tôi tránh ánh mắt của nhau vì đây là một cuộc hội kiến hoàn toàn bất đắc dĩ. Lúc đứng chờ, tôi nhìn xuống bên dưới và cảnh tượng thật là kinh khủng. Hố sâu chừng quá đầu người, bên dưới mỗi ô nhà cầu là một thùng chứa phân có 2 quai bằng dây sắt. Nhưng phân tràn be bét ra ngoài và lấp đầy gần 1/3 cái hố. Các thùng chứa phân là của đội rau xanh. Mỗi ngày có mấy anh vào khiêng ra bón cho vườn rau cải, được trồng rất nhiều bên ngoài cổng trại. Vườn rau này là nguồn cung cấp thức ăn chính cho tù nhân trong trại. Khi đứng bên miệng hố, mùi hôi thối xông lên, làm tôi gần ngạt thở. Đám ruồi nhặng đông như trấu đang quần thảo cào cấu nhào lộn trên mặt hố. Tiếng bay của chúng tạo thành âm thanh rào rào như đàn ong vỡ tổ. Mặc dù chúng đã chia ra thành một tốp khác đang làm chủ tình hình ở khu nhà bếp, số ruồi xanh ở đây còn dày đặc mấy lần hơn. Trên lớp mặt nhầy nhụa từng mảng giòi bọ lúc nhúc đang lăn lộn trườn đạp lên nhau không khoan nhượng. Tôi không dám nhìn lâu cảnh này và ngước nhìn lên cái chòi gác khá cao nằm ở một góc cách xa đó không xa. Có một anh công an ngồi gác trên chòi yên lặng nhìn chòng chọc xuống đám tù nhân đang nối đuôi nhau làm cái công việc thuộc bản năng. Tôi tự nhiên đâm ra thương hại cho anh ta và nghĩ thầm: mình mới đứng một chốc đã muốn điên người, còn anh ngồi đó hàng giờ làm sao chịu cho thấu. Nhưng tôi lại nghĩ cái gì cũng vậy, mãi rồi nó cũng quen đi. Và tôi đã nghĩ đúng, cái gì rồi cũng quen đi. Về sau này mỗi sáng tôi lại phải đến đây, dĩ nhiên là cởi trần mặc quần đùi lại xếp hàng, lại đối diện với hai người bạn tù nào đó. Một người tôi đứng chờ và một người khác đứng chờ tôi. Cái hố vẫn là cái hố cũ với tất cả sự nhơ nhớp và thối tha của nó. Nhưng tôi không cảm thấy kinh khủng như lần đầu nhìn thấy. Có những ngày mưa gió tơi bời làm cho công việc giải quyết nhu cầu tự nhiên của cơ thể này trở nên khổ nhọc hơn. Chúng tôi phải xếp hàng dưới cơn mưa và cái hố kia ngập nước trở nên lỏng bỏng, những nước nhầy nhụa. Đám giòi bọ bị ngập lụt trôi lều bèo dãy ruộng như những con người chết đuối đang vẫy vùng cầu cứu. Cảnh tượng này trông càng khủng khiếp hơn. Nhưng trời mưa lại giúp bầu khí đỡ hôi thối và đàn ruồi nhặng cũng hoạt động bớt hăng say. Có lẽ chúng sợ bị ướt cánh. Những ngày tháng về sau, tôi vẫn phải tới nơi này nhưng cố gắng coi đó là chuyện tự nhiên. Tôi tự nhủ, đây là một phần trong giai đoạn mới của cuộc đời. Người bạn tù linh mục. Lúc đó cha Vũ Đức Khâm sống chung buồng với tôi và ngài đã để lại trong lòng tôi kỷ niệm sâu xa. Vì lớn tuổi nên ngài được cho làm việc nhẹ trong trại gọi là trực sinh, còn tôi phải vào toán lao động bên ngoài trại. Lúc bấy giờ trong trại có nhiều loại công việc khác nhau, mà mỗi đội làm các việc đó có tên riêng như là đội cấp dưỡng, đội mộc, đội rèn, đội rau xanh. Tôi được sung vào đội khai hoang dọn đất, tức là đốn cây, khai phá lùm bụi, cuốc dọn đất cho các đội khác trồng trọt rau cải, cung cấp cho trại. Công việc của đội tôi cũng không vất vả lắm nhưng phải phơi nắng cả ngày và là một công việc đầy nguy hiểm. Điều làm chúng tôi lo sợ nhất là khi khai hoang cuốc đất thỉnh thoảng lại có anh cuốc nhầm mìn lựu đạn hoặc đầu đạn M79. Đã có người bị nổ banh thây, có người cụt giò hoặc bị thương tật. Ngoài ra còn một điều ngán nữa là đội chúng tôi lao động quần quật cả ngày dưới trời nắng chang chang, mình mẩy đầy cát bụi mà chiều lại không có một giọt nước để lau người. Có những hôm chúng tôi năn nỉ quá, cán bộ võ trang dẫn đi tắm ở một cái hố nước gần đó. Hố nước chừng bằng căn phòng, nước đục ngầu và chỉ cao vừa tới đầu gối. Khi đội chúng tôi tới nơi đã có hàng mấy trăm con người ở các đội khác tới trước. Họ đứng tràn chung quanh miệng hố. Cảnh này nhìn từ xa giống như một đám ma của một nhân vật quan trọng. Lúc hạ huyệt ai cũng muốn bu lại để cố nhìn thấy quan tài lần cuối cùng. Chừng ấy con người mà lội xuống ao làm bùn non nổi lên nhào trộn với nước, đặc quánh lại như vữa xây nhà. Chúng tôi đành bỏ cuộc. Làm sao mà tắm cho được? Có những ngày nóng nực quá không thể chịu nổi, sau giờ lao động ban chiều,
Cán bộ cho chúng tôi đến tắm nhờ bên đội rau xanh, nơi đó có dòng suối nhỏ mà đội dùng để tưới vườn rau cải. Chúng tôi dùng lon múc một ít nước lau người. Nước này đã tưới các luống rau và chảy xuống suối, mang theo từng mảng phân người trôi lều bèo trên mặt nước. Trong trại lúc đó có một số đông anh em công giáo. Những ngày chủ nhật hoặc ngày không đi lao động, anh em hay đến thăm cha Vũ Đức Khâm và tôi. Để tránh mọi phiền phức trong lối xưng hô, tôi bảo các anh gọi cha Khâm là cậu hai, còn tôi là cậu bảy. Tôi mang cái tên cậu bảy từ lúc đó. Các anh em công giáo không những chỉ đến thăm viếng chuyện trò mà còn giúp nhau lo dọn mình xưng tội. Các anh em bạn bè cũng mang tới cho chúng tôi ít thức ăn đồ dùng. Trong số những anh em thường tới chơi và giúp đỡ, tôi đặc biệt nhớ tới anh Phạm Hùng Thọ. Anh là một sĩ quan trước kia vào trại Gia Rây chúng tôi mới biết nhau. Người Thọ cao lớn, nước da ngăm đen, tính nết hiền hòa, nói năng chậm rãi. Lúc đó anh ở đội rau xanh là đội có cơ hội tiếp xúc với nước nhiều hơn các đội khác. Mỗi buổi đi lao động, Thọ gánh một đôi thùng thiếc, lấy nước sạch mang về, chia cho tôi và cha Khâm một thùng. Một thùng nước trong trại Gia Rây lúc đó thật là quý, nhất là biết công của Thọ đã phải gánh từ xa mấy cây số về thì mới hiểu hết được giá trị của thùng nước đó, như câu người ta thường nói, của một đồng công một lạng. Tôi nhớ mãi về người bạn tốt này vì thường chọc đùa anh ta. Biết tên anh là Phạm Hùng Thọ mà lúc đó Phạm Hùng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn Nguyễn Hữu Thọ là Chủ tịch nước, nên một hôm tôi nói đùa với anh Thọ này, giá mà tên anh chỉ lấy mỗi hai chữ đầu là Phạm Hùng, anh em cũng được nhờ, hoặc chỉ lấy một chữ sau cùng là Thọ và cho đứng sau chữ Nguyễn Hữu. Có phải anh em mình trúng mánh không? Tiếc là tên hai ông lớn gộp lại mới bằng tên anh mà chúng tôi chẳng được nhờ vả gì. Thọ nghe tôi nói bật cười thật tươi, tôi vẫn nhớ nụ cười hồn nhiên đó của anh. Tết năm đó, phần đông các anh em được gia đình vào thăm nuôi tiếp tế, trong khi chúng tôi vừa mới từ trại Phan Đăng Lưu chuyển tới, rất đột ngột, nên gia đình và thân nhân không hay biết chúng tôi hiện đang ở đâu. Mặc dù lúc đó chúng tôi được quyền đi lại từ buồng này qua buồng khác và giao tiếp tự do, nhưng phần cha Khâm và tôi lúc nào cũng phải dè dặt với anh chàng Bùi Định. Vừa đặt chân lên trại này, chúng tôi đã được các anh em thông báo phải cẩn thận dè chừng với anh này. Vì mới tới tôi chưa biết ai là ai, chỉ biết là anh Bùi Định được trại chỉ định làm đại diện cho tất cả tù nhân. Anh ta cũng lo việc phát thư, sách báo, gọi và dẫn tù ra nhà khách thăm gặp gia đình. Khi từ nhà khách trở vô, anh ta cũng phụ giúp cán bộ khám xét hàng họ quà cáp. Trong buồng tôi cũng có một anh tên là Đặng Báu, nghe nói là giáo dân ở nhà thờ Kỳ Đồng. Anh này chuyên rình mò báo cáo anh em để lập công. Tôi đã phải nhiều phen khốn đốn vì anh chàng Đặng Báu này. Khi lên tới trại này sau hơn 9 tháng bị bắt, lần đầu tiên tôi mới va chạm với hệ thống dùng tù, rình mò và tố cáo tù, mà về sau chúng tôi gọi là anten. Lúc còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu cũng đã có hiện tượng này, nhưng chưa được tổ chức quy mô thành mạng lưới như khi sống chung đông đúc như ở trại này. Các bạn vừa nghe xong phần 8, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 9.